Xin chào mọi người, hôm nay shop nhạc cụ Văn Quốc xin giới thiệu cho mọi người một mẫu piano giá rẻ đến từ nội địa Nhật bên em. Đây, mẫu piano này đây, Casio mã là AB60R nha mọi người. Đây, thiết kế rất là cổ điển, mọi người có thể dùng mẫu này để trưng bày ở nhà khách hoặc là ở phòng ngủ mình cũng rất là ok luôn nha mọi người. Đây, mẫu này chúng ta có thể dùng để giải trí, biểu diễn cũng rất là ok luôn. Đây, được tích hợp màn hình LCD 88 phím màu trắng ngà và rất là nhiều tính năng vượt trội để chúng ta học tập luôn nha mọi người. Đây, đây tất cả các điệu của mẫu piano được tích hợp cho mẫu piano và tất cả các voice khác nhau. Đây, rất là nhiều luôn đúng không ạ? Và rất có cả effect đồ cảm ứng lực để cho mọi người có thể chìm đắm trong không gian âm nhạc luôn nha mọi người. Đây, nên là mẫu này rất là phù hợp cho những ai vừa mới tiếp xúc tới piano hoặc là những người đã chơi lâu cũng rất là ok, vì mẫu này có thể chúng ta giúp chúng ta giải trí trong lúc căng thẳng mệt mỏi luôn nha mọi người. Đây, rất là nhiều tính năng luôn nha. Đây, điều là mọi người 16 box rất được có đầy đủ luôn nha, và những âm thanh voice khác nhau. Đây, mẫu này được thiết kế như là một mẫu grand piano luôn nha mọi người, nên là chúng ta có thể chìm đắm trong không gian âm nhạc của mình luôn nha. Đây, rồi bây giờ em sẽ test thổi âm thanh cho mọi người nghe nha mọi người. Đây, âm thanh rất là to đúng không mọi người. Đây, em chỉ mới bật một nửa thôi mà đã to như vậy rồi. Và có cả tất cả các điệu đây, em sẽ mở cho mọi người nghe âm thanh nha. Đây, rồi đây, mẫu này như một mẫu organ luôn nha mọi người. Mọi người có thể vừa chơi organ này vừa chơi piano trên mẫu này luôn nha. Đây, rất là tiện lợi đúng không ạ? Rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi luôn nha mọi người. Đây, khi mọi người mua mẫu này bên em thì sẽ được tặng ghế nè, tặng khăn phủ đèn nè và free ship trong nội thành luôn nha mọi người, nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn mẫu này ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu khác luôn nha mọi người. Đây, piano cơ nè, piano gặp nè, piano liền nè, và các loại nhạc cụ khác như guitar, sáo, trống và rất là nhiều luôn nha. Mọi người muốn có trải nghiệm tốt nhất thì hãy đến shop em để shop em tư vấn cho mọi người nha mọi người. Và nếu mà mọi người ở xa quá thì có thể nhắn đến shop em để shop em tư vấn 24/7 nha mọi người. Shop em ở địa chỉ là 568 Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình nha mọi người. Đây, xin lỗi, em sẽ để trang web với số điện thoại ở đây, mọi người nhớ liên hệ Zalo hoặc là khi vào trang web để tụi em tư vấn cho mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ, đây là điệu nha mọi người. Rồi bây giờ em tắt điệu, bây giờ em sẽ chỉnh voice khác để cho mọi người nghe âm thanh nha. Đây, break string nha mọi người. Luôn mọi người, âm thanh rất là chuẩn luôn. Rồi bây giờ em sẽ đánh một đoạn nhạc để cho mọi người cảm nhận âm thanh chân thật nhất về mẫu piano này nha. Ok, let's go.